Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 sẽ tác động như thế nào tới việc tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng? Thưa quý vị, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 đợt 1 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cách đây vài ngày. Từ phổ điểm của kỳ thi và đánh giá chung thì điểm trung bình của các môn thi đã tăng mạnh so với những năm trước và đặc biệt là đã không còn hiện tượng cơn mưa điểm 10. Cùng với đó là mức độ phân hóa điểm ở các môn thi được đánh giá là khá tốt, kể cả ở các phân khúc điểm cao. Vậy với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 như vậy sẽ có tác động như thế nào tới việc tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng năm 2020? Xung quanh vấn đề này, góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời tới trường quay chuyên gia giáo dục, nhà giáo tiến sĩ Lê Thống Nhất, người đã sáng lập hệ thống Big School. Và trước tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Thống Nhất đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Chào bạn và xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Xin mời tiến sĩ cũng như là quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một clip tổng hợp của chúng tôi. Trong đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020, đã có hơn 850.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo kết quả thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng trên 5-7 điểm. Trong đó, số bài thi nhiều nhất tập trung vào khoảng 5,5 đến 7,5 điểm. Cụ thể, môn toán, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7-8 điểm. Trong đó có 273 thí sinh đạt điểm 10. Môn ngữ văn, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm, trong đó có 2 thí sinh đạt điểm 10. Môn vật lý, điểm trung bình là 6,72 điểm, chỉ có 10 thí sinh đạt điểm 10. Môn hóa học, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm, có 399 thí sinh đạt điểm 10. Môn sinh học, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm, có 121 thí sinh đạt điểm 10. Môn lịch sử, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm, nhưng điểm trung bình của môn này là 5,19 điểm, có 371 thí sinh đạt điểm 10. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Thống Nhất, là khi mà nhìn vào phổ điểm của kỳ thi đợt 1 thì ông đánh giá chung như thế nào ạ? Trước hết thì phải nói rằng là chúng ta đã tổ chức một cái kỳ thi phải nói rằng là rất là kỳ lạ trong lịch sử. Có lẽ là cái tình huống này chưa bao giờ xảy ra cả. Và trong cái tình huống mà đại dịch như vậy thì một số quốc gia thậm chí còn không tổ chức thi được. Thì thấy rằng là cái việc chúng ta tổ chức được và ra được một cái kết quả của kỳ thi như vậy cho hầu hết các cái thí sinh của lớp 12 năm nay, thì còn một số ít nữa chúng ta sẽ thi được ai thôi. Thì cái đánh giá đầu tiên của các cái chuyên gia giáo dục nói chung là chúng ta thành công trên nhiều mặt. Bởi vì là để có một kỳ thi như vậy là rất nhiều khâu, chứ không phải chỉ có mỗi chuyện là tổ chức cho thi thi bỏ thi, từ đề in sao đề đến kể cả giám sát rồi coi thi và chấm thi thì nó rất là nhiều phải vậy. Thì ra được một cái phổ điểm thì trước hết phải nói là chúng ta thành công, chúng ta vừa thi được và vừa an toàn đấy, không có sự cố lớn gì xảy ra, thì việc đầu tiên là ra được kết quả ấy nó là một cái sự thành công thực sự. Đấy, còn cái phổ điểm ấy thì có thể nói rằng là nó cũng phản ánh được là cái sự thay đổi về cái mục tiêu của kỳ thi. Chúng ta nên nhớ rằng là trước đây, năm trước đây thì tên kỳ thi nó là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đấy, và năm nay chúng ta gọi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đấy, thì nó khác nhau ở chỗ nào? Là với một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì người ta đánh giá theo chuẩn đầu ra của tất cả các cái môn học như vậy. Đấy, để làm gì? Để mà một, không phải chỉ là để xét những em làm lỗi trường. Đấy. Vì vậy cho nên là nhiều người bảo nếu mà chỉ đỗ với trượt thôi thì chúng ta thi là cái gì? Không phải. Bởi vì là từ cái phổ điểm này, từ cái kết quả thi này thì ngành giáo dục được đưa ra rất nhiều nhận xét, rất nhiều bản thống kê. Và từ những cái bản thống kê này không phải chỉ là những người quản lý giáo dục hay các thầy, các cô giáo và thậm chí các vị phụ huynh và dư luận xã hội cũng sẽ phải có những cái bài học để mà làm sao đó mình giáo dục tốt hơn. Thế thì nhìn chung phổ điểm năm nay như các bạn thấy rằng là nếu mà so với năm ngoái thì là điểm trung bình của tất cả các môn đều tăng lên. Đấy, tăng lên là hiển nhiên bởi vì rằng là khi yêu cầu nó không phải là một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nữa mà là tốt nghiệp, thì đương nhiên về yêu cầu mức độ của cái kiến thức kiểm tra ở mức độ của nó thì nó ở cái mức thấp hơn.
Và khi mà mình yêu cầu thấp hơn thì đương nhiên tất nhiên là điểm nó cao lên. Và tuy nhiên ở đây cũng phải nhìn nhận một chút nữa là vì do cái hoàn cảnh mà chúng ta chống dịch ấy, cho nên là học sinh quá nhiều ngày tháng rồi không để đến trường đấy, và thậm chí là phải học trực tuyến. Tuy nhiên là ở rất nhiều vùng miền thì cái điều kiện học trực tuyến không khó được. Chính vì vậy cho nên là Bộ Giáo dục Đào tạo đã lược bớt ở trong cái chương trình ấy, là lược bớt tối giản nhất để mà các em học sinh ôn tập. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà giảm ước bớt một số các vấn đề ở trong cái đề thi cũng là một yếu tố mà nó có thể là tạo điều kiện cho cái điểm nó cao lên như vậy. Điểm nó cao lên như vậy thì không có nghĩa chúng ta không nên là so sánh cái điểm của năm nay với điểm năm ngoái, bởi vì là mục tiêu là đề thi nó khác nhau. Thế bây giờ tự dưng mình so hai cái không phải. Đây không phải là một sự tiến bộ, không phải. Bởi vì khi mà tôi xác định mục tiêu của kỳ thi nó khác đi thì đương nhiên điểm nó sẽ cao hơn. Đấy, và như vậy thì cũng chứng tỏ được một điều là tất cả những cái thay đổi của giáo dục trong hoàn cảnh đại dịch như vậy là phù hợp. Đấy. Và một phần nào đó thì chúng ta cũng là một cái điều mà tôi nghĩ là rất nhân văn luôn. Trong những hoàn cảnh học tập này khác như thế thì chúng ta cũng cần một cái liều thuốc tinh thần cho đông đảo nhân dân trong xã hội, kể cả các thầy các cô cũng như các biểu đúng là như vậy. Giống như là chúng tôi cũng đã vừa phản ánh trong tiểu mục cư dân mạng đã có rất là nhiều những cái tấm gương về các em học tập để có được điểm cao trong kỳ thi vừa rồi. Và rõ ràng như ông nói thì chúng ta cũng đã trải qua một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 102 trong lịch sử vì dịch bệnh, đúng không ạ? Và đợt 1 thì cũng đã gọi là thành công, và đợt 2 thì sẽ được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9. Vậy thì từ những cái đánh giá ở đợt 1 thì ông so liệu rằng trong đợt 2 này thì chúng ta có cái sự phân hóa hay là có cái phổ điểm giống như đợt 1 hay không ạ? Trước hết tức là nếu như tất cả mọi chuyện bình thường thì nó cũng sẽ bình thường tương tự như đợt 1 thôi. Nhưng mà ở đây cái điều mà chúng ta đang đặt ra để mà bình luận cho nó kỹ hơn ấy, là rất nhiều người băn khoăn rằng là với cái phổ điểm năm nay ấy, thì vấn đề xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng nó sẽ xảy ra như thế nào. Vậy với một cái yêu cầu đề thi nó thấp đi như vậy, điểm dâng cao lên như vậy, thì các trường phải không ạ, là tuyển sinh như thế nào? Đấy, thì cái đấy là cái mà phải nói là dư luận xã hội trong những ngày qua cũng bình luận rất là nhiều. Thì theo góc độ của tôi thì là cái phương án tuyển sinh của tất cả các trường đại học và cao đẳng thì có trước cái kết quả thi này, có trước. Và chúng ta biết rằng là không phải là các trường chỉ nhìn vào cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông này để mà xét tuyển cho mình. Đấy. Chúng ta hình dung rằng là có rất nhiều trường là thậm chí đưa ra đến 7-8 phương án xét tuyển. Và cái việc mà căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông này chỉ dành cho một số chỉ tiêu nào đó thôi. Vì vậy cho nên là với các cái phương thức khác, chẳng hạn như là tuyển thẳng. Đấy, năm nay phải nói là cái lượng mà học sinh được tuyển thẳng vào cao đẳng là khá nhiều. Đấy, vào thẳng ấy. Đấy. Rồi cũng có một số trường là dựa vào một số các chứng chỉ tiếng Anh chẳng hạn là cũng vào thẳng thôi. Thậm chí cũng có những trường còn sâu sát tận xuống với trường cấp 3 ấy, và đặc biệt là cái hệ thống trường chuyên của Việt Nam. Tôi được biết rằng là có nhiều em ấy là đã được các trường đại học xem xét quá trình học tập ở trong mấy cái năm mà anh học chuyên đó. Và cũng xét vào thẳng thôi. Như vậy có nghĩa rằng là đối với một số trường, đặc biệt kể cả các trường ở cái top trên ấy, thì đã có một cái số lượng chỉ tiêu tương đối là chúng ta đã xét tuyển bằng những con đường khác rồi. Vì vậy cho nên ấy, là với cái điểm tốt nghiệp như vừa qua thì còn lại một số chỉ tiêu nữa thì tôi nghĩ rằng là nó cũng là những cái căn cứ tốt. Ở đây tất nhiên ta phải nói một điều này, chúng ta không thể nói là cái đề thi năm nay phân hóa tốt như là để thi ra ngoài, mục tiêu khác nhau. Cho nên chúng ta phải khẳng định là cái sự phân hóa về kết quả điểm của đề thi năm nay chắc chắn thấp hơn năm ngoái. Tức là không tốt bằng, không tốt bằng. Tuy nhiên, nó cũng lại là một chỉ số trong các cái căn cứ để chúng ta xét tuyển được. Chứ không phải chúng ta chỉ dùng một cái chỉ số này mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là thông thường ấy, là cái tỷ lệ mà vào đại học của hàng năm ấy, thì nó chiếm khoảng độ từ 30-35%. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn phổ điểm để mà bình luận cái chuyện tuyển sinh đại học, chúng ta phải nhìn ở phía bên phải này, mà chúng ta cũng chỉ nhìn đến 30-35% thôi, đúng không ạ? Thế nghĩa thì đừng nhìn toàn bộ cái phổ kết điểm. Quả của kỳ thi trung học phổ thông không ảnh hưởng nhiều tới cái chất lượng tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng, đúng không ạ? Nói chung không nói không ảnh hưởng nhiều thì không đúng. Đấy. Tuy nhiên là nếu mà đứng về góc độ tuyển sinh đại học
thì nó chưa được thỏa mãn. Vâng. Và điều đó là chúng ta biết trước khi thi, chứ không phải là nhìn phổ điểm. Vâng. Bởi vì rằng là khi mà chúng ta đặt lại cái mục tiêu của kỳ thi thì các trường đại học và cao đẳng đã nhìn ra rồi là nếu như đặt lại mục tiêu như vậy thì chắc chắn rằng độ phân hóa của đề sẽ bị giảm đi. Vâng. Và việc tuyển sinh chúng ta sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên thì tôi cũng xin gợi ý rằng là không phải chúng ta chỉ tập trung cái chuyện tuyển sinh đầu vào. Đấy. Mà cái chất lượng giáo dục đại học ấy nó là một quá trình. Vì vậy cho nên là nếu như mà chúng ta cảm thấy chưa yên tâm lắm về cái điểm mà để chúng ta xét tuyển đầu vào thì chúng ta cần tăng cường những hình thức khác để có thể tuyển tốt hơn. Thí dụ bây giờ gọi có tôi biết là có những năm là có những trường chỉ lấy điểm này để mà sơ khảo thôi. Sơ khảo thôi. Sau đó lại vào làm cuộc trung khảo hoặc là vẫn là em ấy trúng tuyển, đúng không ạ? Nhưng trong quá trình học ấy, qua quá trình học chúng ta phải có cái chọn lọc lại, chọn lọc lại. Vì vậy cho nên là cái chuyện tuyển sinh đầu vào nó chỉ là một giai đoạn đầu tiên của cái giáo dục đại học. Đấy, cho nên nói rằng là với cái điểm này chúng ta làm thấp cái giáo dục đại học xuống không ạ? Bởi vì còn 4 năm, còn 5 năm nữa thì nó có một sự đào thải. Và tôi biết rằng là có những trường đại học là có những năm là phải loại ra khoảng 600-700 sinh viên vì không đạt được cái yêu cầu để đào tạo. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà gọi là nó tác động mạnh quá cũng không phải, bởi vì nói chung là với giáo dục đại học chúng ta còn nhiều cách để tăng nâng cao chất lượng. Vâng. Rõ ràng là trong một cái bối cảnh lịch sử như này thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là các trường cao đẳng đại học cũng phải có một cái sự linh hoạt sáng tạo để làm như thế nào chúng ta đạt được cái chất lượng tốt nhất. Vậy thì với cái tình huống như thế này thì ông có cái lời chia sẻ như thế nào với các bậc phụ huynh khi mà có con em mình đang ở trong cái giai đoạn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị tuyển sinh vào trường cao đẳng đại học hiện nay ạ? Có thể nói tức là trước hết là mà nếu mà gọi là tâm tình với các vị phụ huynh thì các vị phụ huynh mà con thi đợt một rồi thì chúng ta trong một trạng thái là thở phào nhẹ nhõm, đúng không ạ? Bởi vì rằng là giữa cái bao nhiêu tháng mà con em mình không đến trường, đúng không, và ai cũng lo rồi không hiểu là có thi hay không thi. Đấy, thế thì khi mà con em mình hoàn thành kỳ thi như vậy thì tôi nghĩ là điều đầu tiên là rất là sung sướng. Cái thứ hai nữa là mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, đúng không, nhưng mà cái kết quả mà con em mình đạt được như vậy thì thực ra đấy là một cái niềm vui của cả gia đình. Còn chuyện mà các con đỗ hay trượt ở trong một kỳ thi thì tôi nghĩ nó là chuyện bình thường. Vâng. Bởi vì tôi biết rằng là có nhiều, ngoài các tấm gương thủ khoa ra thì cũng lại có những tấm gương tuy trượt vào đại học nhưng vẫn thành công trong cuộc đời. Có quá nhiều tấm gương như vậy. Cho nên nếu như mà con em của các vị mà có thể chưa trúng tuyển được vào đại học trong cái giai đoạn này thì chuyện đấy không có nghĩa là cái con đường vào đời đã khép lại. Và chúng ta thấy là có nhiều con đường vào đời. Còn đối với các phụ huynh mà con em chuẩn bị thi đợt 2 ở trong những ngày sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng là đấy, qua thực tế của đợt thi đợt 1 thì thấy rằng là tất cả các bạn học sinh lớp 12 thi đợt 1, đúng không, đã thành công một cái thi như vậy thì chắc chắn rằng đợt 2, đúng không, với sự quan tâm các cấp chính quyền cũng như trong ngành giáo dục, chúng ta cũng sẽ thắng lợi ở trong cái kỳ thi đợt 2 này. Và tôi nghĩ rằng nếu như, đúng không, mọi chuyện của đợt 2 nó lại diễn ra như đợt 1 thì có thể khẳng định rằng trong một điều kiện cực kỳ gian khó chống dịch như vậy, đúng không, là xã hội chúng ta, ngành giáo dục chúng ta đã thành công trong một cái kỳ thi cho các em lớp 12. Và thắng lợi này tôi nhấn mạnh không phải chỉ là thắng lợi của ngành giáo dục mà thắng lợi của chính xã hội chúng ta, đúng, vâng, của cả cộng đồng, vâng. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức chân tình vừa rồi của tiến sĩ. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an ạ. Vâng, xin chào các bạn.